Thầy Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 2019. Ngày hôm nay thầy Luân đang có mặt tại gia đình nhà bác Vũ. Bác Vũ đến từ đây là gì bác nhỉ? Khu đô thị Tân Tây Đô của huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thầy Luân vừa bàn giao lắp đặt cho gia đình nhà bác Vũ một bộ nội thất phòng thờ gồm có một chiếc sập sen. Sập thờ sen được tích gia đình thủy tộc siêu khủng và cô Hương đá của thầy Luân. Và đây là hàng siêu khủng của thầy Luân tôi và một bộ hoành phi câu đối. Hoành phi câu đối cũng bằng gỗ hương đá và bộ chữ được dát vàng gỗ số 9 làm theo đơn đặt hàng của bác Vũ. Và sau đây thầy Luân xin mời quý khách đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm trên cùng với thầy Luân xin mời. Ở trên màn hình quý khách đang thấy đây là bộ nội thất phòng thờ gồm có một chiếc sập thờ đục tích sen cò kích thước 2m17 rộng, cái này là rộng 1m07 bác nhỉ, cháu quên, rộng 1m07 và chân 24. Ở đây là chiếc sập thờ siêu khủng luôn. Ở sập thờ này là hàng đỉnh cao, hàng VIP nhất của đồ gỗ thầy Luân tôi trước nay. Cái dạ tiền này là dày 8 phân đục liền luôn. Và không sao ạ, dày 8 phân. Lúc này thì gia đình bác là vẫn chưa hoàn thiện xong nhà nên nó hơi bụi một chút, nên là quay nó không được thực tế như ở ngoài đời. Và đây trên màn hình khách đang thấy lúc này đây là bác Vũ, bác gái. Bác đã về đồ gỗ Thành Luân để nghiệm thu phần mộc và cũng như là lúc đặt hàng cũng đã về với Thành Luân rồi. Sau một thời gian chế tác thì Thành Luân đã hoàn thiện và lắp đặt cho gia đình nhà bác bộ nội thất phòng thờ này. Và ngoài bộ nội thất phòng thờ thì ở dưới tầng 2 của gia đình thì Thành Luân bàn giao cho gia đình nhà bác một bộ nội thất phòng khách. Bộ nội thất phòng khách gồm có bộ bàn ghế nghê bảo đỉnh cột 12 10 món, siêu VIP và chiếc kệ tivi cổng với chiếc tủ rượu được Thành Luân cũng đã lắp đặt. Và hẹn quý khách trong một cái video clip sau tôi sẽ giới thiệu bộ nội thất phòng khách của gia đình. Trên màn hình quý vị đang thấy đây là bác Vũ. Chào bác. Đây bác. Bác Vũ, hai bác là cũng rất am hiểu về đồ gỗ. Bác đã tìm hiểu chuyên sâu và cuối cùng bác đã đi đến đồ gỗ Thành Luân để đặt bộ nội thất đồ thờ hàng siêu VIP này. Chiếc sập thờ chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Sập thờ bằng gỗ hương đá hàng đỉnh cao nhất của đồ gỗ Thành Luân, chân 24. Gỗ cực kỳ lục lạc và toàn bộ đường nét trên chiếc sập thờ này được đục thủ công bằng tay 100%. Và cái phần dạ ngang này, dạ ngang chúng tôi đục như dạ tiền luôn, đục lỗi kênh bong theo lối 3D. Đấy, nhìn không gian 3 chiều, nhìn chỗ nào cũng thấy hình rất chi đẹp và lỗi. Kể cả các tầng cổ là cũng vậy này, rất đẹp. Và trong các clip trước chúng tôi cũng đã giới thiệu chi tiết ở tại cửa hàng của đồ gỗ Thành Luân rồi. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ Thành Luân theo hai số điện thoại ở góc phải trên cùng màn hình là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Và phía trên là bộ hoành phi câu đối. Hoành phi câu đối cũng được làm bằng chất liệu gỗ hương đá. Và đặc biệt là các chữ này, ba chữ ở giữa là Đức Lưu Quang, được dát vàng 4 số 9, dát vàng 24K, dát vàng 4 số 9. Và hai đôi câu đối là một bên tổ tông công đức Thiên Liên Thịnh, một bên tử hiếu tôn hiền Vạn Đại Vinh, rất ý nghĩa. Vậy là Thành Luân đã giới thiệu với toàn thể khách hàng bộ nội thất phòng thờ của gia đình nhà bác Vũ ở khu đô thị Tân Tây Đô, Hoài Đức, Hà Nội. Và thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn bác và gia đình và xin kính chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Và kính chúc bác sang năm mới 2020 an khang thịnh vượng và sự lý. Và Thành Luân xin chân thành cảm ơn khách hàng. Và mọi thông tin chi tiết khách vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại. Và mọi người đừng quên đăng ký kênh của đồ gỗ Thành Luân để liên tục nhận những thông báo mới nhất về các sản phẩm Thành Luân cập nhật hàng ngày. Và xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào.